Giới thiệu tới mọi người cái máy tỉa lông mày nhé. Máy tỉa lông mày của thương hiệu Panasonic, hàng nội địa của Nhật, dùng cho các chị em. Đây, và trên tay mình là một bộ máy này. Thứ nhất là sẽ có một cái thân máy chính này. Thân máy chính thì nó sẽ có đầu lưỡi và bộ máy ở thân máy chính. Và tiếp theo nó là cái nắp đậy này và một số những cái cữ, có hai cái cữ để mình có thể cắt tỉa. Đây là cái cữ để mình có thể cắt tỉa được những cái theo chiều dài của lông mày nhé. Và cái cữ thứ hai đó là mình ví dụ cắt tỉa đoạn ngắn thôi thì mình sẽ đậy đỡ vào một chút ở nửa phần lưỡi, và mình chỉ dùng nửa phần lưỡi thôi để cắt tỉa, nó sẽ tốt hơn, nó không bị dài quá cắt sang những cái chỗ mà mình không mong muốn đó. Và bên dưới thì nó có cái một cái chổi vệ sinh nhá. Đây, mặt trước này của thương hiệu Panasonic, mã sản phẩm là ESWF41 đó, màu S nó là màu silver, nó là màu bạc. Còn ví dụ như là cái có dòng máy này thì có cả màu hồng nữa. Màu hồng thì nó là tiếng Anh nó là pink, thì ở đây nó thay vì S thì nó là P, nhưng mà nó cùng là một cái mã ESWF41 nhé. Còn nó chỉ khác mỗi cái mã màu ở sau thôi. Đây, và mặt sau của sản phẩm này tất cả thì đều bằng thông số mã vạch, đều bằng tiếng của Nhật hết nhé. Có cả mã vạch này, mã vạch là mã vạch đầu 45 của Nhật. Ok, và bây giờ mình sẽ mở hộp cho mọi người cùng xem nhé. Đấy, và đây ở bên trong này thì nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Đây, bên trong thì nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng đều bằng tiếng của Nhật hết, tất cả thì đều bằng tiếng của Nhật hết nhé, thì mọi người biết tiếng thì có thể đọc. Đây, và nó có cả hướng dẫn sử dụng này, ví dụ cắt tỉa lông trán này, lông mặt này, lông mũi này, lông lông mai này, dưới mi mắt này, rồi thì thậm chí là ở đằng cổ gáy cũng đều có thể sử dụng được nhé. Đây là bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm như lúc nãy thì mình có nói qua rồi, thì cái này thì nó chính là bộ máy chính, thân máy chính nhé. Đây, một cái thân máy chính này của thương hiệu Panasonic, và có công tắc on off ở đây. Đẩy lên thì nó đẩy lên này thì nó là on này, còn kéo xuống tắt đi thì nó hiện chữ off nhé. Và đây, bộ lưỡi này, lưỡi cắt này. Đây, lưỡi cắt rất là sắc và bén nhé. Đây mọi người có thể thấy này, lưỡi cắt rất là sắc và bén, và đầu nhỏ nhưng mình có thể cắt tỉa tạo lông mi, lông mày, lông mặt như các thứ rất là ok. Và cái này thì nó là nắp đậy, ví dụ mình không dùng nữa thì mình đậy nắp vào đó để nó bảo vệ được cái lưỡi tốt hơn. Hoặc là nếu mà mình đây, nó là một số những cái, các cái cữ này, cữ này thì để đây mình sẽ lắp vào như thế này nhá. Và nó giống như kiểu một cái lược ấy, lược chải, hoặc là giống hệt như kiểu là cái tông đơ cắt tóc ấy, nó sẽ có một cái cữ như thế này để mình có thể lông nó sẽ chọc qua cái khe này và nó cắt tỉa sẽ được tốt hơn, thay vì là mình cầm cả lưỡi thế này mình cắt. Nếu mà mình cầm cả lưỡi thế này mình cắt tỉa ấy, thì mình phải dùng lâu ngày nó quen thì mình dễ điều chỉnh hơn, không bị sai sót, không bị nhầm nhá. Không là nếu mà cứ thế này cầm mà cắt tỉa không may một phát là trụi luôn lông mày thì mình sẽ nên dùng cái cữ này, nó sẽ khắc phục được cho mình hoàn toàn về vấn đề đó và yên tâm khi sử dụng và không bị lo hỏng lông mày nhé. Đó, và cái cữ thứ hai, cái này thì nó sẽ là ngăn một nửa lưỡi thôi. Đây thì mình sẽ đậy vào này, đó đậy vào nó sẽ ngăn được một nửa nửa dài lưỡi ra, và chỉ còn một chút chút như ít thôi thì mình có thể cắt tỉa những từng ít một cho nó dễ dàng và không bị cắt quá nhiều nhé. Ví dụ nhiều quá mình không quen nó thành ra nó cũng bị hỏng lông mi, lông mày, thì mình có thể đậy vào và mình sử dụng một ít lưỡi thôi, mình cắt từ từ từng ít một thì nó đảm bảo yên tâm hơn cho mình sử dụng nhé. Đó. Và đây bên đằng sau này có thông tin và mã vạch này của thương hiệu Panasonic, mã sản phẩm ESWF41 và dùng điện DC 5V à 1,5V, có nghĩa là cái pin pin giống hệt như pin chạy đồng hồ treo tường ấy. Và Panasonic cái này nó đặt nhà máy sản xuất bên Trung Quốc nên nó sẽ ghi Made in China nhé. Còn lại thì tất cả thông số mã vạch đều là tiếng của Nhật hết. Đây, và khi mà lắp pin ấy, cái này nó lắp pin thì mình sẽ kéo mạnh nó xuống một chút. Và đây mình sẽ lắp pin vào chỗ đại này nhé. Khi mà lắp pin xong thì mình sẽ lại đậy nó lên là được. Đó. Thì mình sẽ lại đậy cái nắp lên là pin nó sẽ ở bên trong. Rồi thì mình ấn công tắc on off thôi. Rất là đơn giản và sử dụng. Cắt tỉa lông mày cho cả gia đình, kể cả con trai cũng có thể dùng được nhé. Và cho chị em là muốn lông mày tỉa tót lông mày cho nó đẹp thẩm mỹ thì mình có thể làm trực tiếp ngay tại nhà luôn mà không phải ra tiệm mất thời gian tốn tiền. Một cái máy này thì mình mua về mình có thể dùng vài năm chả hỏng, bởi vì cái lưỡi thì nó là lưỡi tự mài,
Và pin thì rất là bền, pin này mua ở bên ngoài tạp hóa có khoảng 3.000 một viên thôi, rất là rẻ. Ok, và cái tỉa lông mày nó rất là nhỏ gọn này, kích thước thì nó chỉ như một ngón tay nhé. Đó. Và mình có thể bỏ túi mang đi chơi, đi du lịch, đi dự tiệc thì các thứ hay là đi công tác đều được nhé, mà không bị tốn nhiều diện tích. Đó. Và thông tin liên hệ số điện thoại thì mình để trên góc màn hình nhé, và số đó bên mình có dùng Zalo luôn, thì mọi người cứ liên hệ qua, bên mình có nhân viên hỗ trợ mọi người nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.